cầu thủ gốc Việt đầu tiên đá ở League 2 Pháp mà được khoác áo đội tuyển Pháp là ai? Khi Quang Hải xuất hiện ở League 2 Pháp thì những trang sử cũ được lật lại và chúng ta nhớ ra một cái tên rất thú vị. Đó chính là Huy Văn Sâm, cầu thủ gốc Việt khởi đầu thi đấu ở giải hạng nhì để sau đó vào đội tuyển quốc gia Pháp thi đấu ở vòng loại World Cup 1962. Cha Văn Sâm là người Việt, mẹ là người Liban, được sinh ra ở Beirut. Văn Sâm khởi đầu sự nghiệp thi đấu cho đội nhà nghề Stade Olympique Montpellier 2 năm 1958-1960 trong vai tiền vệ công. Được các câu lạc bộ Racing Paris ký hợp đồng thi đấu ở hạng nhất kể từ mùa 1960-1961. Đồng thời, Văn Sâm được gọi vào đội tuyển Pháp thi đấu vòng loại World Cup 1962.